Dạ xong. Bây giờ đến tiếp theo nữa là cái con sư tử nhảy múa. Sư tử nhảy múa. Nó con này, lúc nào khi các bạn chơi sẽ có cái con này sẽ nhảy qua nhảy lại, nhảy qua nhảy lại, nhảy qua nhảy lại. Đấy. Giờ mình phải kiếm một cái con nào nó nhảy qua nhảy lại trước đã. Kiếm hai cái ảnh giống cái con sư tử dựa dựa thôi, mình không làm giống hẳn. Nó giống hẳn nó ăn bản quyền thì chết. Mình sẽ lên cái trang flat icon để tìm xem mà. Có cái icon, bộ icon nào nhìn xinh xinh không? Nino. Tìm con khủng long à? Không. Thôi mình không tìm icon, mình tìm cái bộ icon cơ. Không có con khủng long, nó không có cái bộ rồi nhỉ. Flat icon. Simu. Để tìm một cái bộ icon nào đấy. Nhìn nó lại xinh xinh một xíu. Đây rồi, ui, đây 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 rồi. Mình sẽ làm con mèo đi. À, đây có cái bộ icon nhìn con mèo nhìn xinh xinh này. Rồi, bộ icon hình con mèo nhìn xinh xinh đây rồi. Rồi tiếp đến nữa là mình sẽ lưu hình ảnh ạ. Mình sẽ tải nó xuống trước đã, 128. Rồi các bạn chờ mình xíu nhé, mình sẽ tạo ra một cái bộ, một cái con lúc nào mình sẽ tạo ra một cái hu của bản vẽ, mình sẽ tạo ra một cái ảnh ngược ngược kiểu một con nhảy bên trái, con nhảy bên phải. Yên tâm, cái bộ icon này thì các bạn sẽ không phải tạo. Đây mình tạo để mình làm thôi. Đấy. Mình sẽ để cái hai icon này để cho các bạn download về. Ui, 100 nó bé quá nhỉ. Ví dụ đây chẳng hạn, đây một cái mình sẽ gọi là icon 1. Có nhiều cách để tạo nhá. Có nhiều cách để tạo cái animation nhé. Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cơ bản thôi. Xoay. Lật ngang. Đấy. Đi con 2. Rồi ok, mình sẽ vào trong thư mục download của mình để mình lấy xuống này. Ở mình để đâu nhỉ? À đây đây là icon 1, icon 2, mình copy à. Rồi sau đấy mình sẽ paste vào trong thư mục drawable. Rồi xong. Rồi sau đấy ở bên main activity nhá, ở giữa hai cái thằng hiển thị này mình sẽ cho nó một cái relative layout. Đấy. Mình sẽ để cho thằng này rộng khoảng tầm 100 dp. 120 đi. 120 dp. Thằng này mình để map parent. Đấy. Và trong này mình sẽ cho nó một cái image view. Đấy. Width mình để là 100 dp. Hay cũng cho là 100 dp. Bottom in parent mình để là true để cho nó xuống dưới. Và cái src cho nó mình sẽ để là tạm thời mình sẽ là icon 1 chẳng hạn. Đấy, icon 1. Và mình sẽ cho thằng này thêm một cái padding là thành 10 dp. Ô, 10, 20 đi. 20. Thế thôi, xóa cái padding, mình nghĩ lên xóa cái padding. Mình cho thằng này thành 80, à thành 60 dp. Đấy, thằng này cũng 60 dp. Mà mình theo thêm một cái center.
horizontal bằng chu. Đấy, để cho căn ra giữa này. Phóng to nữa xíu thành 80 chẳng hạn. 80 đấy. Rồi, đấy, đây là cái icon này. Mình sẽ đặt cho nó một cái ID img ảnh nhảy đi. Đấy, ảnh nhảy. Rồi. Thì vào trong này mình sẽ làm gì? Thì đơn giản thôi, bên này nhá, ở trên này mình sẽ tạo ra cái image view trước đã. Image view. Đó, chấm vậy. img nhảy. Rồi tiến là mình sẽ tiến hành mình ánh xạ nó này. Img nhảy này. Rồi. Thì sau đâu đấy, sau khi mà ánh xạ xong nhá, trong hàm setup mình sẽ tạo là lưu một cái thằng color timer. Đấy, lưu một cái color timer. Mình sẽ để cho nó là khoảng tầm 50 giây đi. 50 giây lâu quá. Mình sẽ cho nó tầm 1 giây 1 2 giây 1 đi. Và đếm bộ đếm mình sẽ để cho nó là tầm 100 đi. Tạm thời mình để 100 trước đã. Rồi, thì sau đấy xong rồi mình chấm start đây trước đã. Và đây mình sẽ ghi đè lại hai phương thức của nó, chính là một thằng là onTick và một thằng là onFinish. Gì trong onTick mình sẽ làm gì? Đấy. Thì mình khai báo thêm ở đây một cái biến inter icon nhảy. Icon nhảy bằng r chấm drawable chấm icon 1. Và trong này, vào trong thằng onTick này mình sẽ kiểm tra nếu như mà cái biến nhảy icon nhảy kia của mình mà nó bằng bằng r này, r chấm drawable chấm icon 2, nếu nó đang bằng icon 2 thì cái biến icon nhảy kia của mình sẽ chuyển về icon 1. Đấy, icon 1. Và nếu không, còn nếu không thì đơn giản thôi, nó sẽ chuyển về icon 2. Icon 2. Rồi mình sẽ gọi cái image view kia của mình ra, icon nhảy kia của mình ra. img chấm set image resort. Đấy là thằng này, chính là bằng cái thằng bị icon nhảy kia. Đó. Ok chưa? Rồi sau đấy xong nhé, để cái thằng này lặp lại vô tận ấy, thì trong hàm onFinish mình sẽ gọi cái hàm start. Đấy, để cho nó lặp đi lặp lại ấy. Đấy. Rồi, bây giờ cứ bấm run đi xem được cái gì nhá. Đấy, ui, thôi. Nhảy vừa nhảy ác quá, thôi mình cho tăng thằng này lên thành 200 đi, gấp đôi đi. Chưa nhảy loạn. Đấy, 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 chính xác đấy, đây là cái icon nhảy này. Đấy, sẽ có con mèo nhảy nhảy kiểu ai. Đấy. Nhưng bây giờ hiện tại như các bạn nhìn thấy ấy, khi mà cái time nó dừng ấy thì thằng icon này nó vẫn nhảy. Đang sai sai đúng không? Thì mình phải, khi mà tham dừng thì mình phải cho nó không nhảy nữa. Đấy. Thì ở trong cái hàm định nghĩa ở đây thì mình sẽ gọi cái một cái hàm nữa. Mình sẽ tạo ra cái biến nữa, public balloon. Đấy. Hết game ạ. Hết game. Mình để là fail. Hiện tại nếu hết game sẽ cho nó là fail. Và sang bên main activity, mỗi lần khi nó đếm hết giờ ở đây thì mình sẽ gọi cái biến định nghĩa. À đâu, ở trong hàm hết giờ, mình gọi cái biến định nghĩa chấm hết game bằng chú đó. Và ở bên trên này, mỗi lần khi mà nó finish này, mình sẽ kiểm tra nếu như mà cái biến định nghĩa chấm hết game bằng bằng fail, nếu như bằng bằng fail có nghĩa là vẫn đang tiếp tục nhá, thì là nó mới chạy tiếp, còn nếu không thì thôi, nó sẽ dừng hẳn. Rồi chạy này. Rồi các bạn sẽ nhìn thấy con mèo nhảy trong vòng 5 giây. Đấy. Chỉ 5 giây thôi. Dừng. Đấy, ok chưa? Đấy. Đấy, đấy là cách mà tạo ra cái hiệu ứng của con mèo, nhưng hiện tại mình để con mèo bởi vì nó thì nó mình cũng thấy bình thường thôi, chứ không có vấn đề gì cả. Và cái tham chạy bây giờ mình sẽ
tạo ra biến nữa, public init time cộng bằng mỗi lần cho đúng mình sẽ cộng thêm khoảng tầm 300 mili giây nữa thôi. Đấy. 300 mili giây thôi là nhiều lắm rồi đấy. Thì mình gọi cái biến ở đây, mình sẽ gọi biến định nghĩa chấm time cộng. Đó. Đấy, đấy là đã kết thúc xong cái phần hôm nay là cũng kha khá rồi đấy, cũng kha khá cái phần chơi đấy. Đấy. Con nhưng mà nhìn con này nhìn nó dễ thương hơn là con mèo nhỉ. Ờ chết rồi, mình bấm không kịp. Ok, để mình bấm chơi lại. Thôi. Mà bấm không kịp luôn ạ. Thôi là mình tăng cái thời gian lên. Mình đầu trong cái biến nghĩa mình sẽ tăng cái thời gian thằng này lên không phải 5 giây nữa mà 30 giây. Đấy, lúc đầu mình sẽ cho người chơi chơi từ 30 giây. Yên tâm, chơi kiểu gì cũng chết. Đấy, con mèo nó vẫn cứ nhảy. Đấy. Xem để xem mình chơi trong 30 giây mình chơi được như nào. 30 giây có vẻ hơi nhiều nhỉ. Đây là cái, thế là đã xong cái phần cơ bản đấy, là con cơ bản của cơ bản. Ok đấy, thì đây là đã là xong một cái màn, xong được cái một màn cơ bản nhất rồi. Thì ở những phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn nâng cấp con này hơn, lên hơn một chút nữa, chứ để này có vẻ là vẫn chưa giống so với chưa vẫn chưa giống hoàn toàn so với con kia. Đấy, ok, video của mình xin được dừng lại ở đây. Chúc các bạn học lập trình vui vẻ.